Chuyện tình ấp chiến lược. Tác giả Nguyễn Trãi. Phần cuối. Buổi chiều xuống rất nhanh trên vùng trời Đồng Xuân La Hai. Một quần lì nhỏ nghèo sắc sơ nằm lọt thỏm trong các dãy núi bao quanh. Một thung lũng khô cằn, có một quần lì và một bộ chỉ huy chi khu. Quận Đồng Xuân cách thành phố Tuy Hòa, Phú Yên cũng phải 45 cây số. Muốn đến Đồng Xuân La Hai, người ta phải đi bằng xe đò từ Tuy Hòa đến ngã ba Chí Thạnh, rồi từ đó chuyển sang một loại xe nhỏ hơn, chạy đường lộ xấu hơn, khoảng 15 cây số nữa mới đến Đồng Xuân La Hai. Tình hình an ninh ở đây trở nên tồi tệ hơn khi có nhiều đơn vị địch xuất hiện, lầm lè muốn nuốt quận này vào tay giặc. Một liên đoàn biệt động quân phải vào đây hành quân, tiêu diệt địch kéo dài 3 tháng sau khi ổn định mới rút đi. Dĩ nhiên, có các đơn vị quân đội cơ hữu của chi khu là các đại đội hay liên đội địa phương quân trú đóng xung quanh vùng. Một pháo đội pháo binh 6 khẩu Đại Bác 105 ly và 2 khẩu 155 ly của tôi cũng được chiếm đóng bên này đầu cầu, nằm thoai thoải trên triền núi thấp cùng chung với bộ chỉ huy liên đoàn 6 biệt động quân được tăng phái từ Sài Gòn ra. Hai đơn vị nằm cạnh con đường chính trước khi đến quận đường. Mưa bắt đầu rơi nhẹ và bầu trời đen nghịt mây, báo hiệu sắp có mưa lớn. Tôi lái chiếc xe Jeep chạy một vòng cuối trước khi băng qua cầu La Hai để trở lại đơn vị của mình sau khi vào một tiệm sách. Khi chiếc xe vừa đến khoảng đất trống dành cho các loại xe đến và đi tại quận này mà người ta thường gọi là bến xe Đồng Xuân, một người đàn bà đang xách cái giỏ, có vẻ như đi từ xa đến thăm người thân, đang lỡ ngỡ nhìn giáo giác, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ. Tôi chạy ngang qua, bất ngờ nhìn thấy đó là Yến, người bạn gái hay cũng còn gọi là người tình đầu đời của mình cách đây 10 năm. Nàng vẫn còn giữ dáng nét cũ của ngày xưa, nên tôi rất dễ dàng nhận ra. Tôi bước xuống xe, đến trước mặt nàng. Yến, có phải là Yến không? Sao em ở đây? Yến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên tột cùng khi nhìn thấy tôi tại nơi này. Khi mà lòng nàng đang hoang mang lo sợ, giờ này không còn chiếc xe lam nào để về địa danh Xuân Lãnh, nơi chồng nàng đóng quân. Yến bối rối thấy rõ, chen lẫn sự vui mừng gặp lại tôi. Cũng đã 10 năm liền, kể từ khi hai đứa đi chặt cây làm ấp chiến lược. Yến tỏ ra dạn dĩ hơn ngày xưa nhiều. Bất ngờ, nàng nắm lấy tay tôi, biểu lộ sự xúc cảm của một thứ tình cũ hiện về. Nàng nói vội vã trong nét mừng vui. Anh Trãi, anh cũng ở đây sao? Em đi thăm ân, chồng em. Xe đò bị kẹt ở Hảo Sơn, Vũng Rô vì việc cộng ra chặn xe đò đóng thuế, nên em tới đây trễ quá. Giờ này không còn xe để đến chỗ anh ân nữa. Em đang lo quá, không biết phải làm sao bây giờ. Phải nói rằng, 10 năm tình cũ, bây giờ tôi xúc động quá khi đứng trước mặt nàng. Yến không thay đổi mấy, chỉ thấy dày dạn hơn, không còn nhút nhát e thẹn như ngày xưa. Vẫn mái tóc đen mướt và dài ngang vai, nét đẹp sau 10 năm vẫn vậy. Tôi liếc nhanh trên thân thể nàng, xem người con gái đã thành đàn bà sau 10 năm ra sao. Nụ cười, và nhất là ánh mắt rất có duyên của nàng, vẫn còn đồng như xưa. Tôi bị xúc động, choáng ngợp tâm tư, phải mất mấy giây sau mới nói nên lời. Đơn vị của anh đóng ngay đây gần 3 tháng rồi. Thật là bất ngờ gặp lại em trong hoàn cảnh lửa đạn như thế này. Bây giờ không có xe nào đến chỗ chồng em đâu.
mà anh Ân đóng ở đâu và làm gì? Yến trả lời: Dạ, anh Ân đang là địa phương quân của chi khu này, đóng ở Xuân Lãnh cả năm nay. Thôi, em hãy về chỗ đơn vị anh ngủ đỡ, sáng mai có xe về chỗ anh Ân. Tôi vừa nói, vừa nắm lấy tay Yến. Yến chớp mắt tỏ vẻ cảm ơn và dạ rất ngọt vì không còn cách nào khác. Không biết nếu không gặp tôi thì thân nàng sẽ như thế nào qua đêm nay, vì ở đây không có người quen, không có nhà trọ mà là nơi đang đánh nhau. Tôi chở Yến về đơn vị. Sau khi dùng cơm chiều, trong khi tôi bảo người lính giúp tôi hàng ngày đặt thêm một ghế bố trong phòng của tôi cho Yến ngủ tạm một đêm, tôi đưa Yến ra cái nhà lục giác mái lợp bằng tranh thường làm nơi ngồi nghỉ lúc thanh thản sau những buổi cơm chiều. Yến ngồi trên chiếc ghế gỗ đóng bằng thùng đạn pháo binh, hình thù cũng giống như ghế sofa trong phòng khách gia đình. Tôi ngồi đối diện nàng và bắt đầu gợi lại tất cả những kỷ niệm hình ảnh cũ ngày xưa. Một khúc phim quay chậm trở về trong ký ức. Niềm cảm xúc dâng lên y như ngày nào quen nhau. Yến bảo tôi: Em yêu anh thật nhiều. Em buồn đến tận cùng nỗi nhớ khi nghe tin anh đi lính, và cố ý đợi chờ anh về để mình lấy nhau. Anh tàn nhẫn với em lắm, không tin tức thư từ gì hết. Nói đến đây thì những giọt nước mắt từ hai bờ mi nàng lăn dài trên má. Tôi công nhận tất cả lời nàng nói là đúng. Tôi đã nghe lòng mình rây rứt một chút hối hận về chuyện không trở về, không thư từ. Chắc cũng tại chuyện bà con mà ba tôi đã cảnh cáo chăng. Tôi đến ngồi chung ghế với nàng, vòng tay sau lưng kéo nàng vào thật sát. Yến ngã người hết tầm vào người tôi như một dịp được oán trách giận hờn người yêu cho hả dạ. Yến cố phân bua cho tôi biết tại sao Yến chấp nhận lấy anh Ân, người sát hàng rào mà không hề thương yêu. Cũng tại sự đợi chờ nào cũng có mức giới hạn của nó. Em phải buông xuôi, chứ không thể để đời người con gái thành lỡ thì. Tôi không hề trách Yến sang ngang. Tại tôi hết mà. 10 năm gặp lại trong hoàn cảnh oái oăm lúc chiến trận đang còn như hôm nay. Tôi ngậm ngùi và nghĩ âu cũng là duyên số. Yến đang nằm trên chiếc ghế bố nhà binh, đặt song song với chiếc giường đóng bằng thùng gỗ pháo binh của tôi. Nàng nằm bất động, không biết đã ngủ chưa. Có thể thời gian đi xe đò làm nàng mệt nên dễ ngủ. Có thể nàng trằn trọc với kỷ niệm cũ của tình đầu hiện về và chưa ngủ. Tiếng kẽn báo động cho pháo đội về chỗ bắn vang dội giữa núi rừng Đồng Xuân. Tôi biết có đơn vị chạm địch hay bị địch tấn công nên đã xin tác xạ. Thường là do các toán đề lô của Liên đoàn 6 biệt động quân gửi về xin tác xạ khi đụng trần. Nhưng bây giờ là điện văn xin tác xạ trực tiếp từ chi khu Đồng Xuân. Pháo đội của tôi có nhiệm vụ yểm trợ trực tiếp cho Liên đoàn 6 biệt động quân tăng phái ở đây, và đồng thời cũng yểm trợ lãnh thổ cho chi khu Đồng Xuân khi cần. Địch với quân số gấp 5 lần đơn vị trú đóng tại Xuân Lãnh đã dùng chiến thuật biển người ồ ạt tấn công. Đồng thời, địch ngăn chặn sự can thiệp yểm trợ pháo binh cho đồn, nên đã bắt đầu mở màn bằng pháo kích căn cứ hỏa lực pháo binh của tôi. Một toán đặc công đã lọt vào tới bên trong trước khi bộ binh địch xung phong qua các lớp mìn bẫy gài xung quanh đồn, nơi mà có Trung úy Ân làm trưởng ban ba, chồng của Yến đang có mặt tại vị trí của tôi. Bằng giá nào, tôi cũng phải cứu đồn Xuân Lãnh.
và nhất là bây giờ được biết có người bạn cùng lớp với mình trong ấy và là chồng của người tình năm xưa. Càng làm tôi tăng thêm số lượng đạn được bắn đi nhiều hơn mỗi khi có yêu cầu. Vì nhiệm vụ yểm trợ trực tiếp cho liên đoàn biệt động quân, nên hệ thống liên lạc vô tuyến chỉ liên lạc trực tiếp với các đề lô của biệt động quân mà không có hệ thống trực tiếp với các hành mà không có hệ thống trực tiếp với các cánh quân hay đồn của địa phương quân. Chúng tôi bắn qua trung gian của bộ chỉ huy chi khu. Khi tôi biết có Ân, chồng của Yến đang lâm nguy, tôi yêu cầu chi khu cung cấp tần số liên lạc truyền tin của căn cứ Xuân Lãnh để tôi trực tiếp liên lạc và yểm trợ. Yến cũng đã thức giấc từ lâu khi có tiếng kẽn báo động trong pháo đội. Tôi ngăn không cho Yến ra khỏi hầm ngủ và không hề biết gì về căn cứ Xuân Lãnh, nơi có chồng nàng bị tấn công. Rất may mắn vì xe đò bị kẹt đường đến trễ, chứ nếu không thì đêm nay Yến có mặt cùng với chồng thì không biết phải ra sao. Tại sao có một sự trùng hợp lạ thường? Yến đến thăm chồng ngay đúng vào đêm địch tấn công căn cứ của chồng mình. Và sao khiến Yến đã gặp tôi ngay đêm nay khi đơn vị của chồng đang bị tấn công? Ân hiện thời không hề biết có vợ mình ở đây. Vì từ chiều tới giờ, tôi không liên lạc được với đơn vị của Trung úy Ân. Có đến gần 1.300 quả đạn 105 ly và 600 đạn 155 ly bắn để giải cứu áp lực địch đang bị tràn ngập. Trận chiến bắt đầu từ 2 giờ sáng. Mãi đến 10 giờ sáng hôm sau, hai tiểu đoàn biệt động quân đến nơi giải tỏa và đánh lui địch quân ra khỏi vùng. Yến bồn chồn lo sợ và lần đầu tiên trong đời làm vợ lính biết chiến tranh, biết pháo binh bắn là như thế nào. Nhưng Yến không hề biết đang bắn yểm trợ cho chồng mình đang nguy kịch. Tôi không cho nàng biết vì sợ xúc động. Nước mắt của đàn bà làm rối tung sự việc. Khi một cánh quân của biệt động quân vào được trong căn cứ làm chủ tình hình, thì tôi cũng nhận được kết quả sau trận đánh. Xác địch chết ngổn ngang xung quanh hàng rào kẽm gai vòng ngoài phòng thủ lẫn bên trong đồn, cũng như bê bết những vết máu do đồng bọn mang đi của những quân địch bị thương. Có tất cả 44 cái xác mang dép râu nằm tại chỗ. Còn bên địa phương quân cũng phải trả giá rất nặng. Có 62 quân nhân đền nợ nước, trong đó có một trung úy, một chuẩn úy. Linh tính cho tôi thấy ớn lạnh khi nghe có một trung úy thiệt mạng vì địch ném lựu đạn vào hầm chỉ huy của căn cứ. Tôi liên tưởng tới người bạn học cùng lớp, cùng trường với mình và là chồng của Yến đang đứng đây. Tôi nhắm nghiền hai mắt, thầm cầu nguyện trung úy vừa tử trận không phải là Ân. Tôi cũng chưa dám nói gì cho Yến biết trong giây phút này. Tiếng chuông điện thoại reo trong đài tác xạ. Người hạ sĩ quan truyền tin đến trước mặt tôi và nói: "Dạ, bên liên đoàn muốn nói chuyện với đại úy." Tôi cầm ống liên hợp và được biết trung tá Tống Viết Lạc, liên đoàn trưởng, rủ tôi đi cùng chuyến bay đến quan sát trận chiến vừa tạm kết thúc. Ông ta đã có sĩ quan liên lạc pháo binh nằm cạnh liên đoàn mỗi khi bay thám sát, chọn bài đáp trước khi đổ quân, nhưng bây giờ rủ tôi đi chỉ vì tình cảm cá nhân. Tôi đồng ý ngay, vì cũng muốn quan sát từ trên cao các lỗ đạn Đại Bác rơi trên mục tiêu ra làm sao, mặc dù đang có Yến trong đơn vị lúc này. Tôi lôi theo một ông thoại viên truyền tin và mang theo cái máy PRC-25 phòng ngừa có chuyện gì thì gọi pháo binh bắn ngay. Chiếc trực thăng còn phải qua bên chi khu đón ông chi khu trưởng kiêm quần trưởng đi cùng. Từ trên cao và cách không xa lắm,
tôi đã nhìn thấy cả hàng ngàn lỗ đạn in dấu khắp nơi. Pháo đội đã yểm trợ cho địa phương quân đang lúc bị tấn công và còn yểm trợ cho hai cánh biệt động quân đến giải cứu. Lúc chúng tôi đặt chân xuống đất, đã chứng kiến cảnh tượng trận chiến sắp lá cà. Hai bên vật lộn nhau trong căn cứ, nhưng đa phần phe địch giành thế thượng phong. Vì phe ta bị bất ngờ bởi toán đặt công địch cắt hàng rào trước khi nổ súng, khi phát giác địch thì đã trễ. Vài phút sau, thêm hai trực thăng nữa của đại tá tỉnh trưởng Phú Yên cũng đáp xuống. Tôi rời đám đông và cố ý đi tìm người bạn của tôi. Tôi đã nhìn thấy Ân nằm chết ngay trong căn hầm chỉ huy của căn cứ. Những chiếc trực thăng tải thương mang những người lính bị thương rời khỏi đồn, và sau cùng là xác những quân nhân tử trận đáp xuống chi khu. Tôi đã trở lại pháo đội và bảo Yến đi với tôi. Yến linh tính biết điều không may và khóc nức nở hỏi tôi dồn dập. Tôi nghe đắng chát khô cổ họng, không thể mở miệng nói lời nào đối với cái tin đau đớn tột cùng này. Tôi chở Yến đến bộ chỉ huy chi khu Đồng Xuân để nhìn mặt và tìm xác của Ân. Người lính mở từng cái dây kéo của từng chiếc phong sô ôm kính xác chết ra cho tôi và Yến nhìn mặt. Yến bật ngã xuống ngay khi nhận được xác chồng mình. Tôi bế xốc nàng lên trong khi nước mắt ràn rụa và nàng xỉu. Tôi kêu người tài xế phụ với tôi đưa nàng đến xe của tôi ngã lưng nghỉ tạm. Tôi gặp ông thiếu tá quận trưởng kim chi khu trưởng và đề nghị cho người vợ của trung úy Nguyễn Văn Ân cùng ngồi chung trực thăng đưa xác chồng về Tuy Hòa để cơ quan chung sự lo tiếp. Đợi cho máy bay cất cánh xong, tôi trở về đơn vị và chuẩn bị cùng tài xế và toán hộ tống đi tiểu khu Phú Yên, đến nơi lo về thủ tục hầu sự, ngõ hầu giúp vợ trung úy Ân phải biết làm gì. Cái khổ là Yến chỉ một thân một mình nơi xứ lạ. Thủ tục nhà binh không rành, chỗ ăn ngủ khó khăn. Còn tôi không thể bỏ đơn vị pháo binh vắng qua đêm khi không có phép. Tôi phải chạy đi chạy về trong 3 ngày để giúp Yến. Cuối cùng, Yến cũng tháp tùng cùng chiếc GMC chở quan tài của chồng về quê trong nước mắt gần như cạn kiệt. Lần đầu được gặp người tình sau 10 năm và cũng là lần cuối rước xác chồng về quê nhà lo chôn cất.